kính chào toàn thể các bác nha. Xin kính chào toàn thể các bác nha. Trước mặt các bác đây là cái hệ thống karaoke gia đình trung cấp và cao cấp, sử dụng cấu hình loa ZGM sound, loa subwoofer là QT acoustic, độ để đánh là đầy QT F1000 vang 6 QT và microphone lắng mic không dây là của CB. Lần đầu tiên lên sóng combo tamda này, đấy, tamda hoặc là tamka, đấy. Tamda tamka vang tướng, đấy. ZB ZGM này, CB này và QT đều của chung một nhà hãng, một nhà cung cấp. Đấy, hôm nay em giới thiệu toàn thể các bác cấu hình như thế này. Các bác chơi karaoke gia đình phải gọi là tuyệt vời luôn. Gồm một mic không dây nhá, mic này cao cấp luôn, một vang QT SV1100, một đẩy 4 kênh là chơi cả full ram cả sub đó. Cấu hình em vừa setup lên đây, thì bây giờ em sẽ mời các bác cùng nghe nhạc để các bác xem thế nào nhá. Thì vừa rồi là các bác nghe qua cái tiếng mic của chiếc mic là CB Audio SK555 đó. Vì em sẽ lên nhạc, các bác cùng nghe thử xem là nhạc nghe có hay không nhé. Nhạc đây thì em sẽ sử dụng một số bản nhạc tiêu chuẩn để đánh trên cấu hình loa này. Vì là hàng cao cấp nên là phải sử dụng những nhạc chất lượng cao, chứ không sử dụng nhạc bình thường được. Rất nhiều quảng cáo. Bộ này thì bây giờ sẽ đọc giá và các bác tự tính tiền lên nhé. Cặp súp này là vào 10.500.000, cặp loa này là vào 6.600.000, chiếc đẩy kia là 6.200.000, bộ mic kia là vào 5.500.000, chiếc vang kia là vào 2.900.000 đó. Các bác cộng sổ giúp em nhé. Đấy, em sẽ cho âm lượng lớn hơn nữa các bác nhé. Giây phút lặng im trong dấu niềm đau, nhìn anh quay lưng đi bước chân trong âm thầm. Những ký ức ngày xưa như siết chặt vào con tim, giá băng hiu quạnh. Tình yêu ngày đó sẽ mãi xa dần, tình yêu ngày đó sẽ không quay về. Chẳng thể nên lời, tình yêu ngày đó sẽ không quay về, tình yêu ngày đó sẽ trôi xa mãi, để lại những nỗi nhớ vẫn vương. Người yêu ơi, hãy nói với nhau rằng tình yêu xưa sẽ không phôi phai đâu. Người ơi, hãy nói giọt nước mắt vô cạn vì nhớ thương những tháng ngày mà ta xa cách bên nhau. Người ơi, trở về với phút giây ban đầu. Ok, thì vừa rồi là một bản nhạc nhẹ nhàng, thì em sẽ chuyển sang cái nhạc khác để các bác cùng nghe thử xem là cái lực đánh của hệ thống này nó như thế nào các bác nhé. Với cấu hình này thì các bác chơi karaoke gia đình được, mà bây ra ngoài trời đánh cũng khá là mạnh đấy, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Chiếu rất là to. Đây em sẽ tua đến cái đoạn vàng nhạc luôn. Cấu hình này là em mới chỉ có chỉnh tay thôi nhé, chưa có dùng cân chỉnh rõ ràng, bởi vì quay demo thôi mà. Đấy. Thừa sức nó chơi được các cái trở lại.
Ok, thì trên đây là video test hệ thống này các bác nhé. Các bạn nào có qua cửa hàng nghe thử thì đó là điều tuyệt vời và điều vinh dự với cửa hàng bên em. Với cấu hình này các bác xem này, mic CB SK555 và QT SV1100, đây QT F1000, loa là Zigam và Song HF12 và subwoofer là QT Acoustic M15i. Cấu hình này có chơi gia đình thì tuyệt vời luôn, hai xúc mà đánh trong gia đình đánh mạnh lắm, ra ngoài trời mình đánh bình thường thế thôi, thế ra vào trong gia đình nó đánh kinh hồn bạt vía luôn. Em sẽ quay cho các bác xem cái hệ thống dàn máy này. Đó, riêng của mà sau HF12 subwoofer M15i tẩy F1000 vang SV1100, mic là 555. Bây giờ em đọc lại giá lần cuối nhá. Cặp súc là 10 triệu rưỡi này, cặp loa là 5 triệu rưỡi này, đấy. Chiếc đẩy này là 6 triệu này, vang này là 2 triệu 9, mic không dây là 5 triệu rưỡi đó. Giá hợp lý nhỉ, đấy. Ok, với cấu hình như này thì các bác chơi gia đình thoải mái nhé. Các bác nào có thích thì qua cửa hàng bên em trải nghiệm thử để biết thêm thông tin về sản phẩm. Một lần nữa em xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.